Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine Kubrakov cho biết tính đến ngày 7 tháng 3, cơ sở hạ tầng nước này đã thiệt hại khoảng 10 tỷ đô kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Liên bang Nga, các tàu khu trục Donald Cook và Forrest Sommen mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã tiến vào vùng biển Baltic. Sau ngày 7 tháng 3, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell cho biết có thể sẽ có khoảng 5 triệu người từ Ukraine sơ tán sang các nước EU nếu chiến sự vẫn tiếp diễn. Sau Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine cho biết tính đến ngày 7 tháng 3, cơ sở hạ tầng nước này đã thiệt hại khoảng 10 tỷ đô kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Sau Nga cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã tổ chức sơ tán hơn 173.000 người, trong đó có hơn 44.000 trẻ em, khỏi những nơi mà Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở khu vực Lugansk và Donetsk, miền đông Ukraine. Những người này được sơ tán tới Nga và đang ở tại các trung tâm lưu trú tạm thời, các khách sạn, trẻ em có thể tiếp tục đi học, còn người lớn được sắp xếp công việc tạm thời. Sau trên Telegram ngày 8 tháng 3, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục đàm phán với Nga cho đến khi nào tìm được giải pháp có thể chấp nhận được. Chúng tôi kiên quyết đàm phán đến khi tìm ra cách để nói với người dân chúng tôi rằng đây là cách chúng ta sẽ đi đến hòa bình, ông Zelensky nói. Sau ngày 8 tháng 3, Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo nước này đã đóng băng tài sản của thêm 32 quan chức, nhà tài phiệt Nga và Belarus. Tokyo cũng cấm xuất khẩu thiết bị lọc dầu sang Nga và cấm xuất khẩu sang Belarus những mặt hàng đa năng có thể được dùng cho mục đích quân sự. Sau các hãng thông tấn Nga đưa tin, Nga đã đề xuất thiết lập các hành lang nhân đạo để cho phép dân thường rời khỏi 5 thành phố của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev, từ 14 giờ Việt Nam ngày 8 tháng 3 và đang chờ Ukraine thống nhất.